Có phải ở đâu nhỉ? Có link. Sáng đã không? Tôi đã có rồi. Để vào máy chị tự xem. Có người đó tự xem. Xin chào các em học sinh. Các em hãy share video này các em nhé. Đợi cô sẽ copy cái link bài giảng của cô và cô share vào các nhóm. Xin chào bạn Kim Cương. Xin chào các em. Các em hãy share video này lên trên tường của mình để chúng ta có thể xem lại bất cứ lúc nào các em nhé. Có copy lên trên trang Facebook của cô. Xin chào bạn Hành Nguyễn. Xin chào các em, xin chào bạn Thu Hoài, xin chào bạn Thanh Viên, Huyền Trang và Thanh Lam. Xin chào bạn Thanh Hiền nào. Hello, hello bạn Tina. Ok, ngày hôm nay thì cô sẽ giảng cho các em bài đầu tiên của chương trình sinh học lớp 12 nhá. Thì trước khi cô giảng cái bài đầu tiên này thì cô muốn khái quát cho các em về chương trình thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 thì nó sẽ vào những cái phần nào của sinh học lớp 11 và của sinh học lớp 12 các em nhé. Để cho các em có một cái định hướng rõ ràng nhất cho từng phần và nhằm mục đích là nâng cao điểm số cho chúng ta. Ok, và cô sẽ like cho các em là vào mấy buổi một tuần nhỉ? Các em có nhớ không? Cô đã nói rồi đấy. Các cô sẽ like cho em, các em vào 3 buổi một tuần. Ok chưa nào? Ok. Và các em hãy share cái video này nhá. Học phí thì chỉ bằng một share thôi. Cô sẽ giảng free cho chúng ta. Nội dung của chương trình thi năm 2021 gồm có như sau. Thứ nhất là gồm có 10% kiến thức của sinh học lớp 11 là gồm có mấy câu đây? Gồm có 4 câu, 1 điểm các em nhá. Thứ hai là sinh học lớp 12 thì gồm có 90% là gồm 9 điểm. Được chưa? Trong sinh học lớp 11 thì sẽ chỉ gồm có chương đầu tiên của sinh học lớp 11 thôi, đó chính là chương chuyển hóa vật chất và năng lượng của sinh học lớp 11. Đó, và sinh học lớp 12 thì chúng ta sẽ gồm những cái phần sau. Thứ nhất là cơ chế di truyền và biến dị. Thứ hai là quy luật di truyền. Thứ ba là di truyền học quần thể. Thứ tư là di truyền học người. Thứ năm là ứng dụng di truyền vào chọn giống. Thứ sáu là tiến hóa. Và thứ bảy đó chính là sinh thái. Ok chưa? Các em lưu ý cho cô một phần như sau này. Cái phần quy luật di truyền này này và phần cơ chế di truyền và biến dị, đây chính là hai phần chiếm nhiều điểm số nhất trong đề thi. Các em thấy không? 9 và 12 câu. Xương xương nó đã là 20 câu 5 điểm rồi. Thấy chưa? 21 câu nhá, không phải 20 câu. Nó là 5 điểm rồi nhá. Chính vì thế cho nên là học kỳ 1, hai phần này nó ở học kỳ 1 của các em nhá. Học kỳ 1 đừng có mà lơ là, học kỳ 1 mà lơ là điểm không bao giờ cao được. Được chưa nào? Hôm nay cô sẽ chữa, hôm nay cô sẽ giảng cho các em cái phần cơ chế di truyền và biến dị bài đầu tiên. Ở đây, cơ chế di truyền và biến dị nó gồm có hai mức. Mức gì? Mức phân tử và mức tế bào. Phân tử và tế bào. Và hôm nay cô sẽ giảng bài đầu tiên của mức phân tử nha. Bài 1 của mức phân tử. Cô giảng theo chuyên đề chứ cô sẽ không giảng theo từng bài các em nhá.
Cô giảng theo chuyên đề và những cái nội dung kiến thức nào liên quan, những nội dung kiến thức nào cần lưu ý thì cô sẽ góp lại với nhau và cô sẽ giảng theo chuyên đề cho chúng ta. Được chưa? Còn những bài thì nó sẽ lời lạc. Cô thấy là những cái bài thì nó sẽ bị lời lạc. Chính vì thế nên cô sẽ giảng theo chuyên đề thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề hơn. Các bạn ok chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đến với chuyên đề đầu tiên. Chuyên đề đầu tiên, và cái chuyên đề này các em lưu ý này, cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, nó sẽ chiếm bao nhiêu câu? Nó sẽ chiếm 9 câu. 9 câu là Sương Sương đã khoảng 2 đến 2,5 điểm rồi, 2,25 điểm đúng không? Đó, cho nên là muốn điểm cao môn sinh thì hãy nắm chắc những cái phần mà cô hướng dẫn cho các em như sau. Ok, thứ nhất là cô sẽ có bài 1 nhá, đó chính là bài ADN, ARN phiên và mã di truyền. Ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các em tiết 1. Tiết 1 cô sẽ đi vào đâu? Cô sẽ đi vào ADN. Tiết 2 và cô sẽ đi vào ARN và mã di truyền. Được chưa nhỉ? Thứ nhất là cô sẽ đi vào ADN nhá. ADN. Chúng ta có khái niệm của gen. Gen là gì? Gen là gì? Cô thu người nhỏ lại à? Ok, lần sau cô set up thu người nhỏ lại. Bây giờ đã set up rồi cho nên không sẽ sửa được. Gen là gì nhỉ? Gen có hai ý. Ý thứ nhất là một đoạn của phân tử ADN. Một đoạn của phân tử ADN. Và ý thứ hai là nó mang thông tin mã hóa một chuỗi polypeptide hay một phân tử ADN. Thiếu một trong hai ý này thì cái nhận định đấy đều sai. Giả sử như người ta cho em nhận định như sau: gen là một đoạn có phân tử ADN chấm hết, thì đấy là nhận định sai. Ok chưa? Đấy là cái cách mà chúng ta làm bài tập trắc nghiệm. Được chưa? Ở đây cô sẽ mô tả khái niệm của gen như sau. Đây là đoạn ADN rất là dài. Đoạn ADN rất là dài. Và gen chính là gì? Gen là một đoạn ADN. Giả sử ở đây cô có 3 thằng là gen A, gen B và gen C. Cô có 3 gen. Gen là một đoạn của ADN. Và gen A mã hóa cho một loại protein A. Gen B mã hóa cho mRNA. Và gen C này sẽ mã hóa cho tRNA. Như vậy, khái niệm của gen phải đủ hai ý. Thứ nhất là một đoạn ADN. Và cái thứ hai là mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoặc một phân tử ADN. Thì nó mới là gen. Được chưa? Thiếu một trong hai ý đấy thì cái nhận định đấy đều là nhận định sai. Ok chưa nhỉ? Tiếp tục, chúng ta đến với cái lý thuyết thứ hai, đó chính là gen cấu trúc. Gen cấu trúc thì nó sẽ gồm có 3 vùng. Đầu tiên là gì? Vùng đầu tiên đó chính là gì? Vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Ở đây cô nhấn mạnh với các em một điều như sau. Cô nhấn mạnh nhá, rất nhiều bạn nhầm cái vùng như sau này. Vùng khởi động này nhầm với vùng điều hòa. Vùng khởi động này không phải thuộc gen cấu trúc. Nhớ chưa? Cực kỳ nhiều bạn nhầm nhá. Vùng khởi động này không phải là vùng điều hòa, được chưa nhở? Ở đây các bạn sẽ nhầm là vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Như thế là sai đấy. Nhiều bạn nhầm lắm đấy. Cô đã dạy rất nhiều bạn và nhiều bạn nhầm. Thực ra là cô cũng muốn gọi nó là vùng khởi động lắm đấy. Nhưng mà người ta quy định nó là vùng điều hòa thì phải chấp nhận nó là vùng điều hòa thôi. Cô cũng muốn gọi nó là vùng khởi động rồi này, nhưng mà không được. Ok. Tiếp tục này. Vậy thì những cái vùng này nó sẽ có chức năng như thế nào? Nha, chúng ta lưu ý để chúng ta làm bài tập trắc nghiệm. Được chưa? Chúng ta học không phải chúng ta học thuộc lòng lòng, mà chúng ta hiểu vấn đề để chúng ta làm bài tập trắc nghiệm. Nha. Được chưa nhỉ? Vùng điều hòa là sao? Nó sẽ nằm ở đâu? Thứ nhất là các em sẽ nhìn thấy rõ luôn nhá. Nó nằm ở đầu 3 phẩy của mạch mã gốc. Gen thì gồm hai mạch là mạch mã gốc và mạch bổ sung. Thì nó sẽ nằm ở đầu 3 phẩy của mạch mã gốc. Ok chưa? Chính vì nằm ở đầu 3 phẩy mạch mã gốc cho nên nó có chức năng là gì? Thứ nhất, đó chính là gì? Nơi ARN polymerase bám vào. Ý thứ nhất là ARN polymerase bám vào để khởi đầu phiên mã. Ý thứ hai, đó chính là gì? Ý thứ hai, đó chính là nó chứa trình tự nucleotide bắt đầu quá trình phiên mã. Ok? Có hai ý để chúng ta làm bài tập trắc nghiệm. Vùng điều hòa, giả sử như ở đi thi nó sẽ hỏi em câu hỏi trắc nghiệm lần sau. Vùng nào của gen có chức năng là
chứa trình tự nucleotide khởi đầu quá trình phiên mã chẳng hạn. Thì rõ ràng nó người ta sẽ cho các em những đáp án A là vùng điều hòa, đáp án B là vùng khởi động, đáp án C là vùng kết thúc, đáp án D là vùng mã hóa chẳng hạn. Thì nhiều bạn sẽ bị nhầm vùng điều hòa và vùng khởi động, đúng không? Chúng ta phải khoanh đáp án đúng, đó chính là đáp án vùng điều hòa. Ok, tiếp tục nha, chúng ta sẽ đến với vùng mã hóa. Cái vùng mã hóa này thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn, đó sẽ là mang thông tin mã hóa các axit amin. Được chưa? Nó sẽ dễ nhớ nhá. Và vùng kết thúc sẽ nằm ở đầu 5 phẩy của gen và mang tín hiệu kết thúc. Thì ở đây nó cái này, hai cái khái niệm bên dưới này thì cũng khá dễ nhớ đối với các em. Chúng ta còn một kiến thức lưu ý là quan trọng mà đề thi nó cũng rất là hay hỏi trong đề thi. Đó chính là gì? Gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực thì có gì là khác nhau không? Có gì khác nhau không nhỉ? Tất nhiên là nó sẽ có khác nhau, nhưng mà khác nhau như thế nào? Khác nhau như thế nào mới là vấn đề? Khác nhau ở đây, cái thằng sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực nó sẽ chỉ khác nhau ở cái vùng mã hóa này thôi. Chỉ khác nhau ở vùng mã hóa thôi các em nhá. Ok, chỉ khác nhau ở vùng đấy thôi. Và sinh vật nhân sơ thì nó có vùng mã hóa gì? Đây, nó có vùng mã hóa không phân mảnh, tức là sao? Các nucleotide đều tham gia vào mã hóa axit amin. Tất cả các nucleotide đều tham gia vào mã hóa các axit amin. Cô sẽ vẽ như sau để chúng ta có thể phân biệt được gen sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. Chúng ta sẽ nhớ luôn cho cô. Học là phải hiểu luôn và nhớ luôn. Được chưa? Sinh vật nhân sơ nó có mấy vùng? Điều hòa này, mã hóa này và kết thúc. Ok, đối với sinh vật nhân sơ này thì sao? Đối với thằng sinh vật nhân sơ này nhá, thì tất cả những nucleotide của vùng mã hóa này đều mã hóa cho axit amin. Tất cả đều mã hóa axit amin thì gọi là gì? Gen liên tục hay là không phân mảnh? Gen liên tục hay là gen không phân mảnh? Còn đối với thằng sinh vật nhân thực thì sao? Nó có 3 vùng. Vùng gì? Điều hòa. Vùng gì? Dùng mã hóa. Và vùng gì? Vùng kết thúc. Sinh vật nhân thực thì cái vùng mã hóa của sinh vật nhân thực này nó sẽ như thế nào? Cái vùng mã hóa của sinh vật nhân thực này nó sẽ có những cái đoạn mã hóa axit amin và có những đoạn không mã hóa axit amin. Ok? Nó sẽ có những cái đoạn như sau. Đây là vùng mã hóa của nó nha. Thằng mã hóa axit amin, không mã hóa axit amin, mã hóa axit amin. Thằng mã hóa axit amin tên là gì? Tên là exon. Còn thằng này tên là gì? Intron. Thằng mã hóa axit amin là exon. Exon này intron. Được chưa? Xin kỹ, những thằng exon là intron, exon, intron. Tức là exon, intron xen kẽ nhau, ok? Và chính vì điều này cho nên cái gì? Chính vì điều này cho nên là cái này gọi là gì? Gen không liên tục. Không liên tục tức là sao? Tức là nó xen kẽ nhau đây, nó không phải đoạn nào cũng mã hóa, mà có đoạn không mã hóa. Và đoạn không mã hóa đó là đoạn gì? Đó là đoạn intron, là đoạn không mã hóa. Xen kẽ đoạn exon là intron, exon intron. Exon là đoạn mã hóa. Và intron là đoạn không mã hóa. Exon là đoạn mã hóa và intron là đoạn không mã hóa. Ok. Gen không liên tục thì hay còn gọi là gen gì? Gen phân mảnh. Được chưa nhỉ? Các bạn hiểu vấn đề không? Ok. Một số bạn nói là chậm một chút. Ở đây thì cô hướng dẫn phần lý thuyết nhá. Lý thuyết, và cái lý thuyết này làm những lý thuyết rất là quan trọng trong đề thi. Người ta có thể cho những cái câu hỏi lý thuyết này vào những câu hỏi trắc nghiệm. Đó, ví dụ như người ta sẽ nói là sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực có đặc điểm gì khác nhau? Thế thôi. Và trong những đáp án đấy có đáp án là vùng mã hóa của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực khác nhau, thì em phải chọn cái đáp án là vùng mã hóa. Ok. Đó. Tiếp tục. Ở đây thì cô đã nhắc lại cho các em, cô đã giảng cho các em lý thuyết về gì? Về gen và gen cấu trúc. Được chưa? Nhưng mà cái lý thuyết vừa rồi thì nó không thi nhiều bằng phần này. Phần cấu trúc không gian của ADN. Và từ cấu trúc không gian của ADN này chúng ta sẽ rút ra được công thức để làm bài tập. Các em nhá.
nó sẽ không thi nhiều bằng phần này đâu. Trong 3 năm gần đây thì phần thi của cái ADN ARN này này thì người ta đều thi vào bài tập ADN nhá. Và khổ một nỗi đó chính là gì? Khổ cái nỗi đó chính là cái công thức về bài tập của ADN này lại không có trong sách giáo khoa. Chúng ta lại phải tự suy ra. Đấy, thế nó mới khổ. Và bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các em nhá. Cái phần này này là cái phần mà trong sách giáo khoa nó không có công thức đâu. Và cô hôm nay là cô hướng dẫn cho các em để chúng ta sẽ làm công thức về bài tập ADN, và từ đấy thì chúng ta sẽ làm bài tập về ADN nhá. Lưu ý cho cô cái phần này. Ok. Các em hãy quan sát, đây là cấu trúc không gian của ADN. Cấu trúc không gian của ADN, thấy chưa? Rõ ràng ADN thì nó là hai mạch. Thấy chưa? Hai mạch, và cái này chúng ta biết rồi. ADN hai mạch và nó cuộn xoắn theo một trục tưởng tượng. Cái này thì chúng ta biết hồi lớp 9 rồi, được chưa nào? Và cái điều mà cô cần lưu ý với các em ở đây đó chính là người ta sẽ thường là ít hỏi lý thuyết về cái ADN này, mà người ta sẽ hỏi các em về bài tập ADN nhá. Chúng ta sẽ rút ra được công thức như sau. Khi mà quan sát cái hình này thì các em sẽ rút ra được công thức như sau này. Thứ nhất là công thức về số nu. Ở đây cô gọi thằng này là mạch 1, anh này là mạch 2. Thì các em đã được biết T của mạch 1 sẽ bổ sung với gì? Sẽ bổ sung với A của mạch 2, đúng không nào? G của mạch 1 sẽ bổ sung với X của mạch 2. Cái này chúng ta biết chưa? T mạch 1 liên kết với A mạch 2, G mạch 1 liên kết với X mạch 2. Cái này chúng ta biết chưa nhỉ? Ok. Chắc chắn là các bạn sẽ phải biết rồi. Và chúng ta sẽ có công thức số nu của nucleotide như sau. Em có được điều gì? Đầu tiên đó chính là gì? A1 bằng gì? A1 sẽ bằng gì? T2. A mạch 1 bằng T mạch 2. Cô giảng chậm nhá. Đến đoạn này là cô sẽ giảng chậm để cho các em sẽ hiểu công thức luôn. Hiểu công thức luôn để chúng ta áp dụng vào bài tập. Chứ cô không bao giờ cô hướng dẫn cho các em cái kiểu học thuộc. Bởi vì học thuộc khó nhớ lắm. Ngay cả cô cũng thế, cô rất là hay quên. Vì thế nên cô không học thuộc mà cô sẽ hiểu. Cô không thể học thuộc được một cái gì cả. A của mạch 1 bằng T của mạch 2. A của mạch 2 sẽ bằng gì? T của mạch 1. Đúng không? Gì nữa? G mạch 1 bằng X mạch 2. Và G mạch 2 sẽ bằng gì? X mạch 1. Đoạn này hiểu chưa? Comment xem nào. Đoạn này hiểu chưa? A mạch 1 bằng T mạch 2. T mạch 1 bằng A mạch 2. G mạch 1 bằng X mạch 2. G mạch 2 bằng X mạch 1. Đoạn này hiểu rồi đúng không? Đoạn này hiểu rồi đúng không? Tiếp tục. Em lại có như sau. Em có tổng số nu loại A thì bằng cái gì? Tổng số nu loại A của ADN thì rõ ràng là sẽ bằng gì? A1 cộng A2. Đoạn này hiểu không? Tổng số nu loại A sẽ bằng A1 cộng A2. Tiếp tục, A2 lại bằng gì đây? T1. Nhìn thấy chưa? A2 bằng T1. Chính vì thế nó sẽ bằng gì? A1 cộng T1. Và bằng gì? A1 lại bằng T2. A1 lại bằng T2. Chính vì thế nó sẽ bằng gì? A2 cộng T2. Ok. Và lại bằng cái gì? A1 thì bằng T2. A2 thì bằng T1. Và chính vì thế nó bằng gì? Bằng T1 cộng T2 và bằng T. Đoạn này hiểu chưa? Đoạn này hiểu chưa các em? Comment cho cô biết nào. A bằng T và bằng tổng số nu A và T của một mạch. Nhắc lại nhá. A bằng T và bằng tổng số nu A và T của một mạch. Đoạn này hiểu chưa? Comment đi. Cho cô hiểu nào. Cho cô biết là chúng ta đã hiểu chưa? Ok, Diễm Phúc, ok. Gì nữa? Bạn nào nữa? Thu Ngân. Được chưa? Có thấy bạn Thu Ngân, ok rồi. Thái Thị Loan, Ti La Nê, ok. Hoàng Khắc Thắng, ok. Chúng ta hiểu vấn đề rồi đúng không? Bồ Đào,
Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ có cái gì? T. À xin lỗi em, G, 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 G. Đến đoạn G. G thì tương tự như thế nhá. G thì bằng X. Thì bằng gì? Bằng G1 cộng G2 bằng gì? X1 cộng X2. Đúng không? Và bằng G1 cộng X1 bằng G2 cộng X2. Tương tự như thằng A với T thì chúng ta sẽ có G bằng X bằng G và X của một mặt. Đúng không? G bằng X và bằng G bằng G cộng X của một mặt. Được chưa? Hiểu chưa? Hai cái đoạn, từ đoạn từ trên ba cái dòng này chúng ta đã hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Không hiểu hỏi luôn. Ba dòng này là hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? Tiếp tục nha, chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta có tổng số nu sẽ bằng cái gì? Tổng số nu, N là tổng số nu bằng cái gì? A cộng T cộng G cộng X. Đây là tổng số nu. Và cô sẽ viết nó bằng gì? Bằng 2A cộng 2G. Vì A bằng T, G bằng X cho nên tổng số nu bằng 2A cộng 2G. Đoạn này hiểu không? Đến cái phần bài tập này, chúng nó chạy ra hết. Được còn bốn mươi mấy bạn. Đây là phần thi nhá. Tí nữa cô sẽ dẫn chứng cho các em biết. Đây là những công thức áp dụng để làm bài tập. Và những cái bài tập đấy là những cái bài tập sẽ thi trong kỳ thi. Tí nữa cô dẫn chứng cho chúng ta biết luôn. Được chưa? Cho nên là đừng có mà thấy bài tập lằng nhằng lắc lối mà bỏ đi. Chết dở luôn. Không bao giờ điểm cao được đâu. Nhá. Tiếp tục này. Chính vì A 2A cộng 2G bằng N cho nên em suy ra được công thức gì? Phần trăm của A cộng phần trăm của G bằng 50%. Bởi vì là tổng số nu nó sẽ chắc chắn là bằng 100%. Và phần trăm của A cộng phần trăm của G là bằng 50%. Ok? Hiểu chưa? Yeah. Chúng ta hiểu công thức để chúng ta áp dụng và làm bài tập luôn. Được chưa? Chúng ta hãy xem cái video này lại nhá. Xem video này lại để chúng ta xem lại ở trên tường của chúng ta. Đây là phần công thức thi nha. Cô nhắc lại phần công thức thi nha. Đừng có mà thấy công thức lấy lằng nhằng xong bỏ đi. Bỏ đi thế là thôi toang. Thi vào còn lâu mới hiểu công thức, còn lâu mới nhớ công thức mà làm. Ok. Tiếp tục tính số liên kết hilo. Số liên kết hilo là bằng gì? H bằng gì? Em biết là A liên kết với T là bằng mấy liên kết hilo? 2 liên kết hilo. G liên kết với X là bằng 3 liên kết hilo. Đúng không nào? A liên kết với T là bằng 2 liên kết hilo, G liên kết với X là bằng 3 liên kết hilo. Và chính vì thế cho nên chúng ta có cái gì? Số liên kết hilo là bằng gì? 2A cộng 3G. Được chưa? 2A cộng 3G này sẽ bằng gì? 2A cộng 2G cộng G là bằng gì? 2A cộng 2G nó là gì đây? Là tổng số nu N em cộng với G, N cộng G. Ok? Được chưa nhỉ? Đây là công thức nhá. Để tí nữa cô sẽ dạy các em bài tập luôn đấy. Bài tập là những câu hỏi trong đề thi. Tiếp tục tính số chu kỳ xoắn. Số chu kỳ xoắn thì chúng ta có điều gì? Số chu kỳ xoắn thì chúng ta có điều gì nhỉ? Một chu kỳ là bằng mấy? 10 cặp nu là bằng 20 nu. Bằng 20 nu. Một chu kỳ là bằng 10 cặp nu là bằng 20 nu. Chính vì thế chúng ta có cái gì? Số chu kỳ xoắn C là bằng gì? Bằng tổng số nu em chia cho 20 nu thì là số chu kỳ xoắn. Được chưa? Hiểu không?
cái đoạn này hiểu không? Ok, có gì mà không hiểu? Tiếp tục tính khối lượng ADN, cô sẽ cho em một cái lý thuyết như sau. Lý thuyết như sau đó chính là gì? Một nu có m bằng 300 đơn vị carbon. Vậy tổng số nu khối lượng của cả cái đoạn ADN thì là gì? Khối lượng của cả ADN này thì là gì? Là 300 nhân với số nu, đúng không? 300 nhân tổng số nu thì là khối lượng. Thế thôi, dễ quá. Ok, chúng ta hiểu công thức chưa? Hiểu công thức không? Tiếp tục nha, chúng ta sẽ có cái gì? Có tính chiều dài của gen. Chiều dài của gen nhá. Chiều dài của gen là L. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái đoạn gì? Đây. Cô sẽ cho em xem cái đoạn này để chúng ta tính được luôn mà, dễ không? Là gì? Đây, khoảng cách giữa hai nu là 3,4 angstrom này. Thấy chưa? Khoảng cách giữa hai nu là 3,4 angstrom nhá. Vậy thì chiều dài của gen L là gì? Là gì? L bằng tổng số nu trên 2 nhân 3,4 angstrom. Tại sao lại phải chia cho 2 vậy? Bởi vì cô giải thích luôn, đó chính là gì? Đó chính là ở đây là chúng ta sẽ tính trên một mạch, đúng không? Hai mạch song song mà chiều dài của nó là người ta chỉ tính chiều dài từ đầu đến cuối thôi, tức là chúng ta phải chia cho 2, chia cho 1 nửa. Và chúng ta nhân với 3,4 angstrom, đó chính là khoảng cách của hai nu với nhau nhá. Nhưng mà có một vấn đề nó đặt ra này, đó chính là ở trong đề thi ý, thì có khi người ta lại không cho em đơn vị angstrom đâu, người ta không thích cho đơn vị angstrom, người ta thích cho đơn vị khác cơ, thì chúng ta lại phải đổi là đơn vị angstrom để chúng ta làm nhá. Chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ có là 1 nanomet thì bằng bao nhiêu angstrom này? 10 angstrom này. Tiếp tục 1 micromet là bằng mấy? 10 mũ 4 angstrom. Và gì? 1 milimet là bằng gì? 10 mũ 7 angstrom. Được chưa? Nhá. Đi thi có khi người ta không cho em đơn vị nanomet đâu, người ta thích cho em đơn vị nanomet hoặc là micromet cơ. Đó, cho nên là chúng ta phải biết để chúng ta đổi là chúng ta làm bài nhá. Được chưa? Giảng cặn kẽ hết cỡ rồi đấy. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ có cái gì nữa? Có cái tính số liên kết phosphor DST hay là liên kết hóa trị. Vậy một câu hỏi đặt ra rất nhiều bạn sẽ hỏi cô là liên kết phosphor DST là gì? Liên kết hóa trị là gì? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có nha. Liên kết phosphor DST này nó là gì? Nó là liên kết giữa phosphat và đường. Giữa phosphat và đường. Đó, liên kết phosphor DST là liên kết giữa phosphat và đường. Được chưa? Và chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có cái gì? Ở đây nha, các em hãy nhìn cái hình này cho cô. Đây là một nu này. Đây là một nu. Được chưa? Đấy là một nu. Thì các em thấy như sau, trong nội tại nu thì đây là đường, đây là phosphat. Trong nội tại của một nu thì đã có một liên kết phosphor DST rồi, đó chính là liên kết này. Là liên kết phosphor DST, liên kết hóa trị. Ok. Liên kết này là liên kết hóa trị này. Vậy thì số liên kết hóa trị trong nội tại nu là bằng bao nhiêu? Cứ một nu thì có một liên kết hóa trị. Vậy số liên kết hóa trị trong nội tại nu là bằng gì nhỉ? Chúng ta có đây, thứ nhất là số liên kết hóa trị trong nội tại nu là bằng gì? Comment xem nào. Số liên kết hóa trị trong nội tại nu là bằng bao nhiêu? Cứ một nu thì sẽ có một liên kết hóa trị, đúng không? Vậy thì số liên kết hóa trị ở trong nội tại nu sẽ bằng gì? Bạn kém sao nhỉ?
Số liên kết hóa trị trong nội tại nu là bằng gì? Có lag không các em? Bị lag à các em? Đợi tí nhá. Có một số bạn trả lời đúng rồi đấy. Số liên kết hóa trị trong nội tại nu là bằng Thái Thị Loan trả lời đúng rồi. Thúy Quỳnh em trả lời sai rồi nhá. Trong nội tại nu là bằng N. Bởi vì sao? Bởi vì là một nu thì sẽ liên kết với một nu thì sẽ có một liên kết hóa trị. Hoàng Khắc Thắng em trả lời sai rồi. Ok, sai nhá. Ở đây có Thái Thị Loan là trả lời đúng. Tiếp tục. Số liên kết hóa trị giữa các nu. Giữa các nu là bằng bao nhiêu? Tiếp tục, chúng ta lại xem nha. Nhìn nhá. Ok, giữa các nu thì các em sẽ thấy ở đây, đó chính là gì? Em thấy này, nu 1 với nu 2, thằng này là nu 1 này. Thằng này là nu 2. Được chưa? Các em sẽ có này, nu 1 sẽ liên kết với nu 2 bởi một liên kết hóa trị. Đó chính là cái liên kết hóa trị đây này. Liên kết hóa trị này này. Là liên kết hóa trị giữa gốc phosphat và đường. Đường và phosphat, đường và phosphat. Vậy nu 1 sẽ liên kết với nu 2 bằng một liên kết hóa trị. Ok. Vậy thì số liên kết hóa trị ở giữa các nu, tức là từ nu 1 với nu 2 là bằng bao nhiêu? Đó, và các em trả lời cho cô, số liên kết hóa trị giữa các nu là bằng bao nhiêu? Được biết là nu 1 với nu 2 sẽ liên kết với nhau là một liên kết hóa trị. Nha. Ok, các em trả lời cho cô đi. Số liên kết hóa trị giữa các nu là bằng bao nhiêu? Thu Hoài trả lời là N-1 à? Các bạn nào trả lời đáp án khác không? Các bạn nào đáp án khác không nhỉ? Phương Trinh là N-1. Nghe cũng hợp lý nhỉ? Có vẻ hợp lý. Có vẻ N-1 là hợp lý quá. Các bạn nào đáp án khác không? Thái Thị Loan N-2. Kim Cương N-1. Câu hiểu cái dòng suy nghĩ của các em. Đấy chưa? Chúng ta cùng xem nhá, ai trả lời đúng ai trả lời sai. Ở đây cô đang xét đến sinh vật nhân thực nha. Các em nhá. Cô đang vẽ là vẽ hình sinh vật nhân thực. Thanh lam N-2. Các em hãy nhìn như sau này. Nu 1 đúng không? Liên kết với nu 2 bằng 1 liên kết hóa trị đúng không? Liên kết với nu 3 bằng 1 liên kết hóa trị, liên kết với nu 4 bằng 1 liên kết hóa trị. Thằng mạch 2 cũng thế. Nhìn thấy chưa? Vậy thì rõ ràng ở trên một mạch. Trên một mạch thì số liên kết hóa trị sẽ là mấy? N-2-1. Đúng không các em? Chuẩn không? Trên một mạch nhá thì sẽ là N-2-1. Được chưa? Vậy thì trên hai mạch thì em nhân với 2. Ok. Từ đây chúng ta có gì? Số liên kết hóa trị là gì? N-2. N-2-1 nhân 2 là N-2. Được chưa? Vậy thì tổng số liên kết hóa trị là bằng bao nhiêu? Bằng N cộng N trừ 2 là bằng 2N trừ 2. Hiểu vấn đề không? Được chưa? Có nhiều bạn trả lời đúng đấy. Thúy Quỳnh này, Hoàng Khắc Thắng này, Nguyễn Nam này đều là N-2. Chính xác vào đây các em ạ. Nhá. Những bạn nào mà chọn đáp án N-1 thì chúng ta cần phải nhớ là tại sao chúng ta sai nhá. Để đi thi mà vào cái công thức như thế này thì chúng ta sẽ làm được. Ok, xong các công thức và chúng ta sẽ đến với bài tập vận dụng. Các bạn có mừng là lag em ạ? Lag không nhỉ? Lag
Chúng ta sẽ đến với bài tập vận dụng nhé. Đây là những bài tập vận dụng mà cô đã lọc ở trong đề thi ra. Được chưa? Và cô phát hiện ra một điều đó chính là gì? Đấy, những cái này nó không có ở trong sách thì nó đi thi này. Đấy không? Những cái này, những công thức này rõ ràng là những công thức mà người ta không đưa sẵn cho các em ở trong sách. Và chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải biết công thức, chúng ta phải vận dụng và chúng ta làm bài tập nhiều thì chúng ta mới làm được những cái bài tập như thế này. Chính vì thế cho nên là các em phải luyện tập thật nhiều nhá, để chúng ta nâng cao được điểm số, được chưa nào? Và một điều nữa, cô nhấn mạnh là cái việc là không bao giờ mà bảo là chỉ học ở trong sách mà chúng ta được 9-10 điểm đâu, không có chuyện này đâu. Đây là một dẫn chứng điển hình cho cái việc là không bao giờ học trong sách mà có 9-10 điểm. Sách nó có cái này đâu? Không có. Câu 1 này. Câu 1 là đề tham khảo năm 2019. Đề tham khảo năm 2019, các em nhá. Chúng ta có cái gì? Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nu loại A. Theo lý thuyết, tỷ lệ nu loại G là bằng bao nhiêu? Chúng ta comment cho cô câu 1 là đáp án gì? Câu 1 là đáp án gì? Ok, Thu Hoài chọn 1D. Thái Thị Loan là 1D này. Tina Lê 1D. Khắc Thắng 1D. Rồi ok, nhìn cái dòng comment này của các em là cô đã biết là các em cũng đã hiểu công thức. Và một là các em đã nhớ công thức, hai là các em đã hiểu công thức nhá. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là gì? Là 40%, bởi vì gì? A cộng G là bằng 50%. A cộng G là bằng 50%. Và chính vì thế là G đã sẽ bằng 40%. Thấy chưa? Câu 2 thì sao? Câu 2 đó chính là đề thi của năm 2018. Câu 2 là đề thi của năm 2018. Và năm 2018 thì các em được biết là đề thi là một trong những cái đề thi mà khó nhất từ trước đến nay. Đúng không? Đó, và chúng ta sẽ làm được câu 2 thì coi như là chúng ta sẽ vượt qua cái phần kiến thức này ở trong đề thi nhá. Ok. Một số bạn bảo lag. Thế à? Chắc do mạng kém đấy các em ạ. Chắc là do mạng, cô nghĩ là do mạng kém đấy. Do đường truyền nó kém. Rồi những cái bạn nào mà những bạn nào mà làm được câu 2 rồi. Những bạn nào làm được câu 2 rồi thì chúng ta sẽ comment cho cô đáp án câu 2 nào. Câu 2 là đề thi chính thức nhá, của năm 2018 đấy. Ok, Diễm Phúc đã chọn được câu 2 rồi. 2 là 2B, 1D. Thái Thị Loan chọn đáp án là 2D. Thu Hoài 2D. Bạn nào đáp án khác không? Ok, Phùng Thủy 2D. Ti Lan Lê 2D. Các em đều chọn đáp án chính xác rồi đấy. Bởi vì sao? Chúng ta có như sau. Em đã học là gì? A bằng T, G bằng X đúng không? A bằng T, G bằng X đúng không? Vậy thì chứng tỏ là A cộng T là gì? 2A trên 2G là bằng 2/3. Phải không? Vậy thì em suy ra được gì? A trên G là bằng 2/3. Được chưa? Mà em có cái gì? Em có là A cộng G là bằng 50%. A cộng G bằng 50% thì từ đây chúng ta suy ra được gì? A sẽ bằng mấy? 20%. G sẽ bằng mấy? 30%. Phải không? Và chính vì thế chúng ta chọn là A ở đây là bao nhiêu? A là 20%. Chúc mừng các em mà chúng ta đã chọn được đáp án chính xác nhá. Đó chính là câu 2. Ok.
Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 là đề tham khảo của năm 2018. Ok, câu số 3 đã có bạn loát nhanh được câu số 3 rồi đấy, làm được câu số 3 rồi. Khắc Thắng này, Tina Lê này. Khắc Thắng chọn câu số 3 là câu C. Tina Lê cũng là câu C, đáp án C. Còn bạn nào có đáp án khác không? Có một số bạn bảo lag quá. Có phải là đường truyền mạng hơi bị kém đấy các em ạ? Nhập xem nó có bị ấy không? Xem ở trên trực tiếp xem có bị lag không? Đợi cô một tí nhá. Lát nha, đợi cô lên cô xem mấy xem nào. Lát không? Để cô xem nào nhá. Mạng nó như thế nào? Lát hả bao? Lát quá nhở? Buồn quá các em ạ. Vì mạng bị lag. Đường truyền kém. Là câu 2. Ơ, sao cô vẫn xem được này? Đâu lag đâu. Ờ, ok, mạng lại được rồi nhá. Cô lại nói tiếp nhá. Khổ quá. Phong thủy hôm nay có vẻ phong thủy không tốt. Không nghe được gì à? Các bạn không nghe được gì và lag không nghe được gì luôn kìa. Mạng ok chưa? Cô vẫn xem được này. Ok, cô chữa tiếp nha. Em có cái gì? Gen B ở sinh vật nhân... Ở đâu đâu? Câu 3 chứ. Câu 3 là một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài là 323 nanomet và có số nucleotide loại timin chiếm 18%. 18% tổng số nu của gen. Theo lý thuyết, gen này có nucleotide loại guanin là bằng bao nhiêu? Được chưa nhỉ? Chị lại thấy nó nát rồi ạ. Nếu mà lag thế này thì... Câu chữa tiếp nha. Em có cái gì? Em có cái gì nhỉ? Em có là L là bằng 323 nanomet thì sẽ bằng gì? 323 nhân 10. 323 nhân 10 angstrom. Thế này là lag đúng không? Nhiều ơi, thế này được chưa? Vẫn đang đúng không? Chắc là do mạng cô rồi các em ạ. Do mạng của cô nó bị lag đấy. Không phải là do mạng của các em đâu. Có bạn đang nhắn tin là chả biết mạng lag là do mạng cô hay mạng mình. Do mạng cô. Nếu thế thì bây giờ mạng lag thế này nhá.
Bạn là thế này thì bây giờ cô sẽ quay cái video chữa đề. Cô quay video chữa đề nhá. Ok, cô quay cái video này và cô up lên trên up lên trên cái page này và chúng ta lên page chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ tránh được tình trạng mạng lag. Được chưa nhỉ? Ok chưa? Ok không? Comment đi cho cô biết. Đồng ý không? Cô quay video chữa đề và up lên trên page. Và chúng ta vào đấy chúng ta xem. Cô quay cái video chữa các bài tập vận dụng này này. Được. Ồ, lại được à? Vừa mới bảo là không like nữa thì lại được. Ồ, cô vừa mới nói là không like nữa thì lại được đấy. Nếu mà bây giờ mạng ok rồi nhá thì cô sẽ like tiếp nhá. Khổ quá, khổ thân các em. Mạng ngon rồi à? Ok. Giờ lại không like nữa. Mắc mệt với nhà mạng. Cô lại chữa tiếp nhá. Hết năng rồi, ok, hết năng rồi thì lại like tiếp. Chúng ta có cái gì? Chúng ta có là L bằng 323 nanomet và từ đây chúng ta có là angstrom đúng không? Như cô đã nói rồi nhá, là 3230 angstrom đúng không? Và chúng ta có công thức là gì? L thì bằng gì? N trên 2 nhân 3,4 angstrom. Công thức chúng ta vừa học đây. Ok, và chúng ta sẽ có tổng số nu là sẽ bằng gì? Bằng gì? 3230 em nhân với 2 em chia cho 3,4 là bằng. Ba hai ba không nhân hai chia cho 3,4. 1900 nu và đeo tít. 1900. Tổng số nu là 1900 nu. Được chưa? 1900 nu. Mà chúng ta có cái gì nhỉ? Có số nucleotide loại timin là bằng 18%. Và người ta hỏi em là số nucleotide loại guanin. Thì chúng ta có cái gì? Em có là phần trăm của T bằng phần trăm của A là bằng 18%. 18%. Suy ra được phần trăm của G bằng phần trăm của X là bằng 50% trừ 18%. A cộng G bằng 50% mà. Cái này không nhắc lại nữa nha. Là bằng bao nhiêu? 32%. 32%. Vậy suy ra được phần trăm của G là sẽ bằng gì? 0,32 nhân 1900 nu. 1900 nhân 0,32. 608 nu. Hiểu vào đây. 608 nu. Thế thôi, đơn giản. Có vẻ mạng này lag rồi. Hiểu bạn. Vừa nãy 608 8 nu. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu 4. Mạng ngon chưa? Lại bị lag à? Mạng ngon chưa? Mạng được chưa nhỉ? Có vẻ mạng được rồi đấy. Phiêu lên là lag à? Buồn thế. Chắc có phải... lại lag rồi nhỉ ạ? Mạng này ngon rồi. Cô đã thấy mạng này ngon rồi mà. Nhiều bên mạng có lag không? Ok. Mạng có vẻ lại lag rồi. Khổ quá. Vậy thì để cô quay video nhá, xong cô up lên nhá. Các em nhá. Nó đứng luôn à? Để có một số bạn bị lag quá.
Thế thì bây giờ cô sẽ quay video nhá. Và cô sẽ up lên trên 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 page này nhá. Và các em sẽ vào các em xem lại nhá. Đó, thì cô sẽ xem lại cái tình trạng mạng này như thế nào để hôm thứ năm thì cô sẽ live tiếp cho các em. Được chưa? Ok chưa? Ok không? Comment cho cô biết nào để cô tắt cái video trực tiếp này đi nhá. Mạng lại được với sao mà. Ok. Có vẻ như mạng lại lừa rồi đấy, đúng không? Thôi, thế thì bây giờ cô mạng này được à? Thế thì để tránh cái tình trạng lại tiếp tục lag như thế này nhá, thì cô sẽ thực ra là bây giờ nếu mà mình học tiếp ấy, thì một mấy phút sau lại bị lag. Đó. Thì cô sẽ quay video được chưa? Quay video và cô up lên trên kênh. Up lên trên cái page này của trung tâm nhá. Và cô sẽ xem lại tình trạng mạng mẽo thế nào để thứ năm chúng ta học tiếp. Các em nhớ lịch chơi nhỉ? 3/5/7 nhá. Vào 19:30 được chưa? Xin chào các em. Đây, bệnh nghiệp xem lại mạng đi. Ơ, mạng này ngon rồi đấy. Mạng này ngon rồi. Trời ơi. Thế mạng ngon thì lại quay tiếp nhá. Khổ quá, khổ quá đi. Khổ với nhà mạng. Lại được rồi, mạng này ngon rồi đấy. Thôi bây giờ cô sẽ chữa nhanh những cái câu này không có mạng lại lag tiếp. Tiếp tục này, chúng ta sẽ đến với câu 4 này. Ở alen B lớn này, sinh vật nhân thực có 900 nu loại adenin và có tỷ lệ A trên G bằng 3/2. Alen B lớn bị đột biến một cặp GX bằng một cặp AT trở thành alen B. Đây là alen B nhỏ. Cái này gõ sai đề bài. Alen B nhỏ. Tổng số liên kết hydro của B nhỏ là bằng bao nhiêu? Nhá. Chẳng nhanh muốn lại là ok. Chúng ta này có này, thằng B lớn này đột biến thành thằng B nhỏ đúng không? Và em có gì? Thay thế thằng GX. Thằng GX thành thằng gì? AT. Ở đây là mất mấy? Thằng GX là mấy liên kết hydro? Thằng GX là 3 liên kết hydro. Thằng AT là mấy? 2 liên kết hydro. Chính vì điều này cho nên là gì? Thay GX bằng AT thì sẽ gì? Thay GX bằng AT thì sẽ làm giảm một liên kết hydro. Giảm một liên kết hydro. Chúng ta hiểu cái này không? Thằng GX là 3, thằng AT là 2. Thay GX bằng AT thì rõ ràng là giảm một, rõ ràng. Được chưa nhỉ? Chúng ta có điều gì? Em có này. Thằng B lớn là có cái gì? Thằng B lớn nha, gen B lớn là có 900 nu loại A, A bằng 900. Mà em có cái gì nhỉ? A trên G bằng 3/2. Thấy chưa? Suy ra được G là bằng mấy? G là bằng 900 nhân 2 chia 3 là bằng 600. Thấy chưa? Vậy chúng ta suy ra được là gì? Chúng ta suy ra được là số liên kết hydro là bằng gì? 2A cộng 3G là bằng 2A cộng 3G nhá. 2 nhân 900 cộng 3 nhân 600 3600 3600. Vậy chúng ta suy ra được cái gì? Suy ra được là cái thằng B nhỏ hỏi này, mình vừa phân tích nhá, là nó giảm một liên kết hydro cho B lớn. Suy ra được B nhỏ thì liên kết hydro sẽ bằng gì? 3600 em trừ 1, giảm một liên kết hydro là bằng 3599. Xong. Hiểu công thức làm bài tập rất dễ dàng nhá. Chúng ta quay đáp án là gì? 3599 đáp án B. Tiếp tục câu số 5. Câu số 5 là một câu hỏi ở mức độ vận dụng cao của năm 2017. Câu này là câu
câu 117 thì nó sẽ tương ứng là câu 37 trên 40 của đề thi. Câu thứ 37 trên 40 của đề thi. Đấy, các em thấy là những cái câu hỏi thuộc ADN này nó sẽ lải lác hết các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đây, đây chính là câu hỏi vận dụng cao trong đề thi năm 2017 như này. Nhá. Chúng ta có cái gì? Cô sẽ nhanh nhá. Rồi chúng ta xem lại. Ok. Một gen có 1200 cặp nu. Cặp nu ở đây là gì? Một cặp thì có mấy nu? Một cặp có mấy nu nhỉ? Một cặp là có 2 nu. Vậy thì 1200 cặp nu là gì nhỉ? Tổng là bằng 2400 nu. Cái đoạn này hiểu chưa? Cặp nha. 1200 cặp nu thì là 2400 nu. Tiếp tục, nu loại G chiếm 20%, tức là thằng G đã bằng gì? Bằng 0,220% em nhân với 2400 thì sẽ bằng mấy? 4800 nu. Được chưa nhỉ? Tiếp tục, thằng A thì sẽ bằng gì? 30% vì A cộng G là bằng 50% nhân với 2400 thì sẽ là bằng bao nhiêu? 0,3 nhân 2400 là bằng 720 nu. Ok. Thì từ đây chúng ta sẽ có điều gì các em nhỉ? Em sẽ có là ở đây đầu bài người ta cho em cái gì là mạch 1 của gen, có mạch 1 của gen có 200 nu loại T, nu loại X chiếm 15% số nu của loại mạch. Thì cô sẽ viết riêng ở đây thằng mạch 1 đi cho chúng ta dễ nhìn. Có T1 là bằng 200, người ta cho luôn em T1 là bằng 2200. Tiếp tục, số nu loại X1 chiếm 15% tổng số nu của mạch. Đọc kỹ đề bài, không thể nào cũng sai. Đọc kỹ đề bài là 15% em nhân với số nu của một mạch sẽ là 1200 bằng 0,15 em nhân với 1200, 180 nu. Ok, tiếp tục thằng A1 thì bằng cái gì? Cô vừa nói với các em là gì? Nhắc lại công thức là A và T của một mạch thì bằng A. Cô nhắc lại nha, A sẽ bằng gì? A1 cộng T1, tức là A và T của một mạch thì sẽ bằng nu loại A. Vậy thì thằng A1 là sẽ bằng gì? Bằng A ở đây là 720, em trừ đi 180 là bằng 720 trừ bằng 540. Được chưa? Trừ 180 540. Tiếp tục đến anh G1 là bằng gì? G1 thì cô nhắc lại là G sẽ bằng gì? G1 cộng cộng với gì? X1. Đúng không? Vậy thì G1 sẽ bằng gì? Bằng G là 480, em trừ đi thằng gì? À, thằng X1 này này là 180. Cô xin lỗi nha, trừ, cô xin lỗi, ở đây. A1 là bằng gì? Bằng A trừ đi T1. T1 ở đây là 200 cơ mà các em. T1 ở đây là 200 cơ mà. Đúng không? Phải trừ đi mấy? Trừ đi 200. Cô nhìn nhầm. Trừ đi T1 nha, nhìn kỹ nha. 200 thì nó sẽ bằng trừ đi giảm đi 20 là 520. Còn thằng này sẽ là mấy? 300. Được chưa? Từ đây thì chúng ta có là mạch 2, em sẽ có gì? T1 sẽ bằng gì? A2 là bằng 200, X1 bằng G2 là bằng 180, A1 sẽ bằng T2 là bằng 520, và G1 sẽ bằng X2 là bằng 300. Được chưa? Em sẽ nhận định như sau. Mạch 1 của gen, mạch 1 của gen có A trên G bằng 15/26, đúng hay sai? Mạch 1 thì em có đi, A đây, G đây. Thì sẽ bằng gì? 520 trên 200. 520 em chia cho 200 là bằng, à xin lỗi em, A trên G, 520 trên 300. 520 trên 3, 300 là bằng 26/15. Đúng không? A trên G 26/15, vậy là sai rồi. Ngược, lộ. Tiếp tục, mạch 1 của gen có gì? T cộng X trên A cộng G. T của em là bao nhiêu đây? T của em là 200. Cộng với X là bao nhiêu đây? 180. Trên bao nhiêu đây? A là bằng bao nhiêu? 520 cộng G bằng bao nhiêu đây? 300. Bằng 19/41.
Ok, chính xác. Chính xác. Ôi dồi ôi. Tiếp tục. Mạch 2 của gen A trên x bằng 2 phần 3. A đâu? A đây. X đâu? X đây. A trên x bằng 2 phần 3 đúng chưa? Chuẩn luôn, khỏi dùng máy tính. Tiếp tục, mạch 2 của gen có A cộng x trên t cộng g bằng 5 phần 7. A đâu? 200. X đâu? 300. T đâu? 180. G đâu? 520 bằng 5 phần 7. Chính xác. Vậy ở đây chúng ta khoanh 3 nhận định đúng. Thấy chưa? Đây là những câu hỏi trong đề thi thật và trong đề tham khảo của 3 năm gần đây, 2017, 2018, 2019 nhá. Nhá. Đó, thì ở đây thì cô sẽ đưa ra những cái đề, đưa ra những cái câu hỏi tham khảo như thế này để chúng ta sẽ có định hướng những cái phần nào là phần thi, những phần nào phần quan trọng ở trong đề thi nhá. Ok chưa các em? Được chưa? Các em nhớ lịch của cô nhá, đó chính là vào ngày hôm sau các em nhá. Ngày hôm sau là vào thứ 5. Thứ gì nhỉ? 2 5 7, được chưa? Từ 17 giờ 30. Ok. 2 5 7 17 giờ 30. Đó, thì ở đây thì cô sẽ live free cho các em ở trên cái page này. Live free ở trên cái page này. Và cô hy vọng là khi mà các em học xong những cái bài giảng của cô này thì chúng ta sẽ nâng cao tầm hiểu biết của chúng ta về môn sinh học nói chung và làm tốt bài thi trung học phổ thông sắp tới nói riêng nhá. Đấy là điều mà cô mong muốn thôi. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở trong những live tiếp theo của cô. Xin chào nhá. Like gì mà lắc lắc.